Bạn đang cảm thấy hoa mắt, chóng mặt trong việc tìm kiếm loại máy thổi chai cho cơ sở của mình. Vậy thì đừng bỏ qua video này nhé. Việt An sẽ chia sẻ cho bạn 3 bí quyết chọn mua máy thổi chai phù hợp. Máy thổi chai nhựa hay chai PET là thiết bị được sử dụng phổ biến trong các ngành sản xuất sản phẩm đóng chai. Loại máy này sử dụng công nghệ thổi khí để tạo hình cho các chai nhựa với hình dạng, kích thước khác nhau. Máy có cấu tạo khá đặc biệt. Có hai bộ phận chính là hệ thống máy chủ và một số thiết bị phụ trợ khác. Trong đó, hệ thống máy chủ sẽ gồm hai bộ phận. Máy gia nhiệt với nhiệm vụ làm nóng phôi nhựa, đảm bảo nhiệt lượng phân phối đều khắp bề mặt của phôi. Máy thổi, sau khi phôi đã giãn nở đều từ máy gia nhiệt, được đưa vào khuôn, bộ phận thổi khí áp cao vào khuôn để tạo hình vỏ chai nhựa theo yêu cầu sản xuất. Số lượng đầu thổi thường đa dạng, 2 đầu thổi, 4 đầu thổi hoặc lên tới 6 đầu thổi tương ứng với công suất của máy. Và phổ biến có hai loại máy thổi chai nhựa trên thị trường là bán tự động và máy thổi chai tự động. Với dòng máy bán tự động thì có chi phí đầu tư rất rẻ. Tuy nhiên, chiếc máy này cần có sự tham gia của nhân công lao động. Năng suất thổi chai của máy bán tự động cũng khá thấp, trung bình mỗi giờ chỉ có thể thổi được từ 1.000 đến 2.200 chai. Do có giá thành rẻ, nên máy thổi chai nhựa bán tự động là sự lựa chọn tuyệt vời cho những doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, nhu cầu sản xuất không quá lớn. Cao cấp hơn dòng máy bán tự động chính là những chiếc máy thổi chai tự động. Toàn bộ quá trình thổi chai đều được diễn ra tự động. Người vận hành chỉ cần lập trình thông qua bảng điều khiển của máy để kiểm soát tốc độ thổi chai, thời gian thổi, sau đó bấm nút và tất cả máy sẽ vận hành tự động. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều nguồn nhân lực, thời gian và chi phí thuê lao động. Công suất hoạt động của máy lớn có thể lên tới 8.000 chai trên giờ. Điều này sẽ giúp tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhưng chi phí đầu tư mua máy thổi chai tự động khá cao, từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Do vậy, máy thổi chai tự động thường thích hợp với các công ty lớn với nhu cầu sản xuất sản phẩm số lượng rất nhiều. Để chọn lựa được máy thổi chai năng suất cao, đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu thì các bạn có thể dựa vào 3 tiêu chí sau. 1. Chọn sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy thổi với đủ các mẫu mã, tính năng và giá thành khác nhau. Bạn cần xem xét nhu cầu thực tế để lựa chọn được dòng máy phù hợp. Cụ thể như nếu doanh nghiệp của bạn nhỏ, nhu cầu sản xuất thấp thì nên đầu tư mua máy bán tự động để tiết kiệm chi phí. Còn nếu bạn có nhu cầu số lượng vỏ chai lớn thì có thể cân nhắc đầu tư mua máy thổi chai PET tự động hoàn toàn. 2. Giá máy. Máy thổi chai PET giá bao nhiêu luôn là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp đặt ra trước khi quyết định mua sản phẩm. Tùy thuộc vào công suất, chất liệu cấu tạo, nguồn gốc xuất xứ mà giá của máy thổi chai giữa các thương hiệu khác nhau có sự chênh lệch lớn. Các bạn có thể tham khảo giá máy ở nhiều nơi, tuy nhiên đừng quá lệ thuộc vào giá cả mà quên đi chất lượng của máy. Bởi giá máy thế nào thường đi kèm với chất lượng tương ứng. Bạn hãy chọn mua máy có giá tương đương với hiệu quả mà nó có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn. 3. Mua ở đơn vị cung cấp uy tín. Uy tín của đơn vị cung cấp có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng, giá thành sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, chế độ bảo hành, bảo trì. Do đó, trước khi quyết định mua máy của đơn vị nào, bạn có thể tham khảo ý kiến đánh giá của khách hàng đã dùng sản phẩm. Và một gợi ý cho bạn, nếu như bạn chưa tìm được nhà cung cấp uy tín, thì bạn có thể đến với Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An. Với bề dày gần 20 năm cung cấp, lắp đặt máy thổi chai nhựa, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những sản phẩm chính hãng, chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Khi bạn mua máy thổi chai PET tại Việt An, sẽ được miễn phí 100% chi phí vận chuyển và lắp đặt trên toàn quốc, ngoại trừ khu vực biển đảo, được bảo hành lên tới 1 năm. Khi có sự cố xảy ra, đội ngũ thợ kỹ thuật trình độ cao của Việt An sẽ về tận nơi để hỗ trợ bạn. Hãy truy cập vào website vietan.vn hoặc gọi tới số hotline 0949 414141 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Việt An để cập nhật thông tin mới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.